Xin chào các bạn, thì hôm nay mình làm video này để mình chia sẻ với các bạn một cái thông tin trong việc trồng cái hoa lan, đó là vai trò của kali đối với cây hoa lan. Ở đây là hình minh họa và một cái chùm hoa lan như vậy, thì mình cũng ẩn dụ trong việc là kali nó sẽ làm cho nó có nhiều công dụng, nhưng mà công dụng chính nó sẽ làm cho hoa lan rất là tươi sắc, làm cho lan đẹp hơn, lâu tàn hơn. Thì kali là một trong ba nguyên tố đa lượng thiết yếu nhất đối với cây trồng nói chung và cây lan nói riêng. Thì kali nó có nhiều dạng, ví dụ như kali cloro, kali sunfat, kali nitrat, kali oxit, kali carbonate và kali hydrocarbonate. Thì tùy theo từng loại cây, tùy theo dạng phát triển và đặc biệt là tùy theo cái tính chất của loại cây đó, thì chúng ta sử dụng phân kali cho nó phù hợp. Thì ánh sáng thích sự hút kali của cây. Ban ngày thì cây hút kali mạnh và vận chuyển lên các bộ phận trên của cây. Buổi tối thì ánh sáng yếu, kali không được hút lên mà một phần kali được vận chuyển ngược xuống rễ cây và thoát ra ngoài. Thì hầu hết kali trong cây tồn tại ở dạng ion Ca cộng. Thì các bạn cũng nhớ với mình luôn, có nghĩa là cây nó hút được chất dinh dưỡng hoặc là nó hấp thu chất dinh dưỡng thì đều là ở dạng ion hòa tan trong nước. Nói chung là có dạng dễ tiêu, dễ hấp thụ. Thì kali tồn tại trong cây tồn tại ở dạng ion Ca cộng kết hợp với các axit hữu cơ tạo nên các muối hòa tan và dễ rút ra bằng nước. Tác dụng của kali đó là kali giúp tổng hợp đường bột là cellulose, hoa thì tăng màu sắc tươi bóng thì nhờ những chất này. Bên cạnh đó thì kali rất là quan trọng đối với cây trồng cho đoạn ra hoa, ra trái. Giúp trái lớn nhanh, hàm lượng đường tăng, màu sắc tươi hơn. Kali làm cây cứng cứng chắc, ít đổ ngã, tăng cường khả năng chịu úng, chịu hạn, chịu rét, chống lại sâu bệnh. Kali có vai trò chủ yếu trong vận chuyển hóa năng lượng trong quá trình đồng hóa các chất trong cây, tăng cường vận chuyển dinh dưỡng. Kali giúp tăng cường quá trình quang hợp, hoạt hóa enzyme và hoạt hóa hoạt động của khí khổng, tổng hợp các protein đẩy nhanh quá trình vận chuyển hydrat, tổng hợp các được tổng hợp từ lá sang bộ phận khác. Thì nói chung kali nó có rất là nhiều công dụng, thì chúng ta có thể phân tích từng công dụng đó ở những video khác. Thì mình ví dụ như là kali nó có chức năng đó là vận chuyển nước nè, vận chuyển chất dinh dưỡng nè. Mình ví dụ như cây chúng ta trong trường hợp mà thiếu kali á, thì đây mình tổng hợp luôn, thì lá lá hẹp ngắn xuất hiện cái chấm đỏ, lá dễ héo rũ và khô, mép lá nhạt dần và có gợn sóng, cây mềm yếu, yếu yếu lá dễ lụi và gãy đổ, dễ bị sâu bệnh tấn công. Thì đây các bạn trồng lan, các bạn thấy ví dụ như chúng ta thấy là thứ nhất là biểu hiện những lá chân của chúng ta đó thường bị nhăn nheo lại, bị tóp lại, lá không có mở rộng ra, thì đó là một triệu chứng của việc thiếu kali rồi. Vì sao? Vì khi các bạn tưới nước vào trong cây mà trong cây nó đã không có đủ kali, hay nói cách khác là cây thiếu kali, thì rễ cây nó cũng sẽ không hấp thụ nước được, lá cây nó cũng sẽ không hấp thụ nước được đâu. Thì nước nó không đưa được lên cây thì nó gây ra sự hiện tượng héo lá, mà biểu hiện đầu tiên đó là héo những lá chân đó. Thì còn như là tác hại của thừa kali thì sao? Thừa kali sẽ tác động xấu lên rễ cây, làm rễ teo rễ nè, thân lá không không mở màng màu nè, lá nhỏ nè. Thừa kali sẽ dẫn đến là thiếu magie và canxi đó, tại vì là kali thì khi chúng ta cho cây ăn nhiều quá thì dẫn đến là khả năng hấp thu magie và canxi nó yếu đi. Vì vậy khi chúng ta mà tưới phân cho hoa lan đó, chúng ta chỉ tưới một lần một thôi, nhưng mà một lần là chúng ta tưới kỹ luôn, chứ chúng ta đừng có tưới đi rồi tưới lại, chúng ta sẽ làm tăng cái liều lượng, vô tình làm tăng cái liều lượng phân kali trong cây mà chúng ta không hề hay biết. Vì vậy chúng ta sẽ làm cho cây thiếu đi, nói chung là không hấp thụ được nhiều magie và canxi. Và như các bạn thấy, nếu mà không có magie thì lá lan sẽ không có bóng, không có xanh, quang hợp kém, thiếu canxi thì cây lan nó sẽ ẻo rũ, này nó không có cái màng tế bào, nó không có vững chắc, nó không có phát triển được. Thì về các loại phân bón kali trên thị trường như mình đã chia sẻ là kali cloro, kali sunfat, kali nitrat, kali carbonate vân vân. Thì các bạn có thể tham khảo ở website vietnamnongnghiepsach.com.vn. Ở đây thì mình cũng đã tổng hợp có đầy đủ nguồn của bài viết này, thì mình tham khảo từ tạp chí Hoa Lan Việt Nam.